triệu chứng mắc COVID-19 đang thay đổi. Triệu chứng nhiễm Omicron có thể khác so với thời điểm đầu của đại dịch. Một nghiên cứu ở Anh cũng cho thấy là người nhiễm Omicron ít nghiêm trọng hơn so với Delta. Theo CBS News, nghiên cứu của một tổ chức ở Anh cho thấy là những người nhiễm Omicron thường bị đau họng và khàn tiếng. Điều này đúng cả với những người đã được tiêm chủng và chưa được tiêm. Trong thông cáo báo chí về nghiên cứu của mình, người đã nhiễm Omicron ít phải nhập viện hơn so với Delta, các triệu chứng cũng kéo dài trong thời gian ngắn hơn, trung bình là 6,87 ngày so với 8,89 ngày trước đây. Các biến chủng SARS-CoV-2 trước đó thường khiến người mắc mất khứu giác. Nghiên cứu mới phát hiện triệu chứng này chỉ xuất hiện chưa đến 20% bệnh nhân và thường vài ngày sau khi có triệu chứng đầu tiên. Các triệu chứng nghiêm trọng khác từng phổ biến như là sốt, đau đầu, sương mù não và đau mắt thì giờ đây cũng ít phổ biến hơn ở người nhiễm Omicron, tuy nhiên thì chúng vẫn có thể xảy ra. Nghiên cứu được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội của Chính phủ Anh Quốc tài trợ, họ thực hiện trên những người đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 ở nước này trong hai thời điểm. Thời điểm thứ nhất là rơi vào giai đoạn 1 tháng 6 đến 27 tháng 11 năm 2021, giai đoạn mà Delta chiếm ưu thế. Và ở thời điểm thứ hai là vào khoảng thời gian 20 tháng 12 năm 2021 cho đến 17 tháng 1 năm 2022 khi mà Omicron hoành hành, thì nghiên cứu đã thu thập được 62.002 xét nghiệm dương tính và xem xét các triệu chứng của những bệnh nhân này. Ngoài sự khác biệt về thời gian, thì các loại triệu chứng giữa hai biến chủng, nhóm tác giả cho biết là Omicron ít được tìm thấy ở đường hô hấp dưới. Đây là nơi nhiễm trùng có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn, khiến người bệnh phải nhập viện. Đặc biệt là họ nhận thấy các triệu chứng nhiễm Omicron không kéo dài lâu ở những người được tiêm chủng. Ngoài ra thì Delta có khả năng lây nhiễm tế bào phổi mạnh hơn Omicron. Omicron có khả năng lây truyền nhanh hơn nhiều so với các biến chủng trước đó, song nó lại ảnh hưởng đến ít cơ quan hơn Delta. Dòng phụ xuất hiện vào cuối năm 2021, đầu năm 2022 của Omicron được gọi là BA.1. Phát hiện hai dòng phụ BA.4 và BA.5 dường như gây mất khứu giác hoặc vị giác. Một nghiên cứu tương tự từ Đại học Hoàng gia London cũng cho thấy là chủng Omicron có tỷ lệ mất khứu giác và vị giác thấp hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn chưa được xem xét lại cho thấy có nhiều báo cáo hơn về các triệu chứng giống cảm lạnh và cúm. Thu thập các xét nghiệm COVID-19 tại nhà của khoảng 1,5 triệu người tham gia từ năm 2020 đến năm 2022. Sau đó là họ phân tích các triệu chứng khác nhau như là thế nào giữa các biến chủng và dòng phụ. Các chuyên gia cho rằng là người nhiễm nhiều chủng mới như Omicron mắc bệnh nhẹ hơn, song BA.2 liên quan đến việc báo cáo nhiều triệu chứng hơn, hoạt động hàng ngày bị gián đoạn nhiều hơn so với BA.1. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.